Tìm bác sĩ ma trong bệnh viện cũ. Một người đàn ông đã quyết định một chuyến đi xa đến một bệnh viện cũ bị ma ám. Bệnh viện bắt đầu hoạt động từ năm 1959 và hoạt động trong 40 năm. Giống như bất kỳ bệnh viện cũ ở nhiều nơi đều có một quá khứ đen tối và bi thảm. Hàng trăm sinh mạng đã bị mất mạng ở trong đó. Những bức tường và nhiều nhân chứng cho rằng hồn ma của một số bệnh nhân vẫn đi lang thang trong các bệnh viện. Trong số các nhân chứng gặp phải được báo cáo rằng đã nhìn thấy bóng hình kỳ lạ, những linh hồn của các bác sĩ cũ, các điều dưỡng đi lang thang, hồn ma của trẻ em và thậm chí lặp đi lặp lại các vật thể bị ném hoặc di chuyển bởi một thế lực vô hình. Khi anh ta quyết định ở đây qua đêm, anh ta bắt đầu nghe thấy một số tiếng động rất kỳ lạ. Âm thanh nặng nẽo của tiếng chuông leng keng vang vọng khắp hành lang tối tăm. Cuối cùng, anh ta tìm thấy một chiếc chuông nhỏ treo lủng lẳng ở một ô cửa bệnh viện một cách bí ẩn. Tự mình gạt bỏ sự xuất hiện kỳ lạ, anh ta tiếp tục đi đến nhà thuốc của bệnh viện. Và cần lưu ý ở đây rằng, những người chăm sóc hiện tại của bệnh viện rất cẩn thận để cố gắng tạo dựng lại những gì bệnh viện có thể trông giống như khi nó vẫn còn hoạt động, phục vụ cho các bệnh nhân, thì tất cả các kệ của nhà thuốc được trưng bày lên đó bằng các chai thuốc trống rỗng. Bây giờ có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng gần như không kỳ quặc như những gì xảy ra tiếp theo khi anh ta vào trong nhà thuốc. Oh wow, this thing's got an in-house pharmacy. I have my night vision on the other side there. Khi anh ta đến gần, một vài chai thuốc trống rỗng không thể giải thích được, tự một mình ngã ngửa rơi xuống sàn. Liệu rằng một bác sĩ ma có phải là bị giật mình khi đang lấy thuốc không? Cố gắng kìm nén sự xúc động, anh ta ra khỏi đó và đi tiếp đến nơi dành cho trẻ em cũ trong bệnh viện. Nhưng khi đến gần, anh ta nghe thấy một âm thanh kỳ quái của một con ngựa. Ngay lập tức, anh ta chạy đến để kiểm tra. Oh my god. That horse is moving. And it's on. What the hell? Is that your horse? Do you like playing with the horse? I feel like this is like a child's spirit in this room. And it oddly got actually cold. Một con ngựa đồ chơi phát ra âm thanh tự một mình chuyển động bập bênh như có ai đang ngồi trên nó. Nhưng chạy đến gần thì không thấy bất cứ điều gì. Mọi thứ đã thực sự lạnh ngay sau khi sự cố ngựa bập bênh, và trong suốt cuộc điều tra, anh ta nói rằng luôn cảm thấy như có cái gì đó theo anh ta. Sau khi kiểm tra lại đoạn ghi âm, thì khi anh ta đi qua ô cửa của phòng bệnh, chiếc máy ảnh cố định nhìn ban đêm của anh ta đã bắt được một viên thuốc thực sự đi theo anh ta một cách rất kỳ quái. Một cái bóng trôi nổi lướt theo anh ta ngay qua cửa.
Đây có thể là một trong những bệnh nhân được cho là ám ảnh căn cứ bệnh viện, hay có thể chỉ đơn giản là lỗi của ánh sáng. Bạn nghĩ đó có phải là một bóng ma hay có thể là điều gì? Ma hiện bên trong ngôi nhà cũ. Anh ta đã quyết định đi đến một nơi được cho là bị ma ám. Đó là ngôi nhà mà người dân địa phương gọi là ngôi nhà của linh hồn. Các chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà cho rằng họ bị tấn công bởi sự huyền bí thường xuyên hoạt động bên trong nhà của họ. Hàng ngày trong nhà họ gặp phải những cánh cửa đóng sầm lại một mình và các vật thể di chuyển hoặc rơi ra khỏi kệ mà không có lý do gì. Đáng sợ nhất, họ thường nhìn thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ lớn tuổi và một cô bé. Anh ta đã được gia đình cho phép điều tra và phát sóng cuộc điều tra trực tiếp trên phương tiện truyền thông. Khi ở bên trong nhà, anh ta sử dụng công cụ là một cái chuông tạo ra âm thanh vang. Anh ta yêu cầu linh hồn bên trong nhà thể hiện chính mình sau khi đánh một tiếng chuông. Los invito a que se manifiesten esta madrugada conmigo. ¿Dónde están? Quiero verles. Không thấy ma xuất hiện, anh ta để cái chuông đó xuống và đi ra ngoài để xem xét xung quanh. Thì bên trong dường như một cái gì đó đã động đến cái chuông của anh ta. Ay, cabrón, escuchen. ¿Fuiste tú? Ay, acaban de sonar el diapasón. Escuchen. Thì igual como yo lo dejé. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cái gì đã động đến cái chuông mà tạo ra tiếng kêu? Khi anh ta trở lại căn phòng, không thấy gì ở đó. Anh ta cảm thấy như thể các linh hồn đùa giỡn với anh ta. Có lẽ linh hồn đã châm chọc vào cái chuông nhỏ bé của anh ta. Tiếp tục bên trong ngôi nhà, anh ta tìm thấy một căn phòng với nhiều đồ chơi trẻ em nằm rải rác trên cửa sổ, sàn nhà. Không ngần ngại, anh ta kiểm tra thì bắt được một âm thanh gì đó vô cùng hiếm. Pero bueno, o sea, tiene muchos juguetitos. De hecho, no hay este. No hay. ¿Escuchen? Uy, cabrón. ¿Es en serio? ¿Escucharon? Một tiếng cười khúc khích không giải thích được của một đứa trẻ đến từ trong nhà. Gạt hết nỗi sợ, tiếp tục điều tra. Cuối cùng, anh ta bắt được một cái gì đó thực sự rất kỳ quái. Ơi! Bạn có thấy không, anh ta không để ý, nhưng phía trong của căn phòng xuất hiện một cô gái nhìn chằm chằm vào anh ta từ trong bóng tối. Vậy anh ta đã bắt được ma đứa trẻ bị cáo buộc ám ảnh trong ngôi nhà đó. Bạn trông thấy đứa trẻ không? Đây có phải là ma không? Lần đầu ma bực mình tức giận trong ngôi nhà cũ. Những người đàn ông chuyên điều tra những địa điểm bị ma ám, và bây giờ ở đây họ đang điều tra một địa điểm được cho là của nhiều nghi lễ huyền bí và tối tăm. Họ đang đứng trước lối vào của ngôi nhà. Cánh cửa chính bị khóa bên trong, nhưng họ bắt đầu nghe thấy tiếng động lớn ở xung quanh. Anh ta nhận thấy rằng cánh cửa đóng dường như di chuyển ngẫu nhiên, giống như có cái gì ở bên trong đó. Quyết định đến gần mở cánh cửa. Yeah.
Akbar. Astaghfirullah. Chỉ với một tiếng gõ, cánh cửa bị khóa lúc trước đã tự bật ra. Anh ta kiểm tra bên trong và nó đã không diễn ra tốt đẹp. अल्लाहू अकबर रसद भाई क्या हुआ ये लगी आखिर मेरा फिर बाजू में Anh ta tuyên bố rằng một cái gì đó bên trong nắm lấy cánh tay của anh ta và kéo mạnh, nhưng anh ta vẫn quay lại căn phòng. Allahu Akbar. Mạnh. Và lần thứ ba, chắc chắn không phải là không có gì. Một cái gì đó mờ nhạt đen tối bay ra khỏi cánh cửa. Và bạn có nhìn thấy không? Bạn nghĩ nó giống với điều gì? Một hình ảnh giống như ma. Anh ta đã bắt được ma tức giận trên máy ảnh. Hay đó có thể là điều gì? Ma trong khách sạn cũ theo về nhà. Anh ta đã quyết định một mình trong đêm đi đến một khách sạn cũ bỏ hoang để xem có bắt được cái gì ở đó không. Bởi vì nhiều năm trước, người ta nói rằng một cô gái đã mất đi cuộc sống của mình vì bị hãm hại ở đó. Và rồi hai người đàn ông trẻ sau khi hãm hại đã bị mất trí và ở hai trại điên khác nhau. Nhưng không biết vì sao hai người đàn ông đó lại chết cùng ngày, cùng giờ, cùng phút với nhau. Người ta nói rằng cô gái đó rất linh thiêng và nhiều lời đồn đoán về khách sạn đó. Sau khoảng 30 phút trèo qua những tảng đá, anh ta đã tìm đến được nơi cô gái bị mất đi cuộc sống ở chính chỗ đó, một lối vào phía sau của khách sạn. Anh ta bật chế độ ghi âm rồi đặt ở góc đó để ghi lại tất cả những gì ở đó. Đến khi quá nửa đêm, anh ta cảm thấy lạnh lẽo, muốn rời khỏi nơi hoang vắng để quay trở về căn hộ của mình. Khi đang ở trên xe, anh ta nói đang bắt đầu trở về để tiếp tục kiểm tra đoạn ghi âm. Thì máy ảnh đã bắt được một cái gì đó thực sự bắt đầu kỳ quái. Voy para el apartamento y ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Khi anh ta đưa tay để tắt máy ảnh thì những gì ở phía sau của anh ta là một khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh tanh, vô nhân đạo, giống như toan tính điều gì đó. Một cô gái đang theo sau nhưng anh ta không hề hay biết. Khi về đến căn hộ đang chuẩn bị vào trong phòng thì một thứ gì đó đã chờ sẵn anh ta ở phía cuối. Một cô gái xuất hiện giữa lối đi, đứng im bất động từ xa và rồi đột biến ngay trước mặt anh ta. Quá hoảng hốt, không còn sự lựa chọn, anh ta bỏ chạy thật nhanh. Bạn nghĩ cô gái đó có giống với những gì xuất hiện trên xe lúc anh ta chuẩn bị về? Và đó có phải là ma đã theo anh ta về nhà? Ma có di chuyển được quả bóng không? Hai nhân viên trực đêm trong một bệnh viện đã chắc chắn rằng một quả bóng bay mà người nhà bệnh nhân buộc vào trong giường bệnh để an ủi khi bệnh nhân đã qua đời. Nhưng không hiểu vì lý do gì xuất hiện ở bên ngoài một lối đi, nó bay chậm và quanh quẩn gần nơi hai nhân viên trực đêm. No. ¿Te ha prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Tómate uno. Quả bóng bay ở tầm thấp vừa với tầm tay của một đứa trẻ, nó di chuyển từ từ về phía hai nhân viên, sau đó tiếp tục di chuyển đến giữa cửa thì nó đi nhanh vào trong phòng, cả hai đều bỏ chạy. Bạn nghĩ quả bóng đó di chuyển là do điều gì? Sao nó không bay cao mà bay thấp như vậy? Liệu rằng có phải linh hồn của một đứa trẻ đang mang theo quả bóng đó không?
Bạn nghĩ rằng có phải một bác sĩ ma đang lấy thuốc và bị giật mình không? Và hình ảnh bắt được trong phòng đồ chơi có phải là ma không? Và có phải là ma đang tức giận trong cánh cửa đó kéo tay anh ta? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành, biết ơn bạn.